lại nữa thiện hiện có đại bồ tát tu đủ sáu phép ba la mật đa thấy các hữu tình có ba nhóm sai biệt một là nhóm tà định hai là nhóm chánh định ba là nhóm bất định này thiện hiện đại bồ tát ấy thấy việc ấy rồi nghĩ thế này ta nên dùng phương tiện như thế nào để cứu giúp các loại hữu tình khiến xa lìa nhóm tà định và bất định đã nghĩ vậy rồi phát lời nguyện Ta phải tinh cần chẳng tiết thân mạng, tu hành sáu phép ba la mật đa, thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật, khiến mau viên mãn, chóng chứng, quả vị giác ngộ, cao tột. Trong cõi Phật của ta, không có nhóm tả định và bất định. Các loại hữu tình cũng không có đủ cả ba nhóm tên gọi như thế, tất cả hữu tình đều chỉ có nhóm tránh định thôi này thiện hiện đại bồ tát ấy do sáu phép ba la mật đa này mà chóng được viên mãn gần mũi quả vị giác ngộ cao tột lại nữa thiện hiện có đại bồ tát tu hành đủ sáu phép ba la mật đa thế các hữu tình đọa trong ba đường ác một là địa ngục hai là bàng xanh ba là quỷ giới này thiện hiện đại bồ tát ấy thấy việc ấy rồi nghĩ thế này ta nên làm thế nào để cứu giúp các loại hữu tình như thế, khiến họ vĩnh viễn xa lìa cái khổ của ba đường ác. Đã nghĩ vậy rồi phát lời nguyện, ta phải tinh cần chẳng tiếc thân mạng, tu hành sáu phép ba la mật đa, thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật, khiến mau viên mãn, chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột. Trong cõi Phật của ta không có địa ngục, bàng xanh, quỷ giới, cũng không có tên của ba đường ác như thế tất cả hữu tình đều gồm thâu trong đường thiện này thiện hiện đại bồ tát ấy do sáu phép ba la mật đa này mà mau được viên mãn gần gũi quả vị giác ngộ cao tột